Rồi, xin chào các em học sinh lớp 8. Thì trong video trước chúng ta đã hoàn thành xong các lý thuyết và bài tập của chương 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống toán 8 tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài tập cuối chương 1. Thì ở trong phần bài tập cuối chương 1 này thầy sẽ chia ra làm hai video. Cái video thứ nhất đó là thầy sẽ hướng dẫn cái nội dung trắc nghiệm bắt đầu từ bài 139 đến bài 142. Và video thứ hai thì thầy sẽ hướng dẫn cái nội dung tự luận bắt đầu từ bài 143 và đến bài 148. Đấy. Thì chia ra làm hai video như thế cho các em theo dõi cho nó thuận tiện. Rồi, đầu tiên chúng ta đến với bài 139. Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau. Đơn thức âm 2 mũ 3, x mũ 2, y, z mũ 3 có. Đầu tiên là ta nói về hệ số. Như vậy thì hệ số là cái phần đứng trước này nè các em. Đấy. Như vậy thì ở đây hệ số là âm 2 mũ 3. Và cái nào mà có âm 2 mũ 3 thì chúng ta chọn. Cái này không có này. Đúng không? Cái này không có, chúng ta không chọn ở đây. Như vậy thì có được cái này là âm 2 mũ 3 và âm 2 mũ 3. Đấy. Còn hai cái này thì rõ ràng ta bỏ rồi các em. Hai cái này là ta bỏ rồi. Rồi, và bậc thì bây giờ ta xem nè, mũ của mình này, đó là mũ 2 này, y mũ 1 này, z mũ 3. Như vậy mũ 2 cộng cho mũ 1. Đây ha. Mình lấy số mũ, xác định bậc là mình lấy mũ đó là 2 này. Mình cộng cho y là 1 và mình cộng z là 3. Như vậy thì số mũ sẽ bằng 6. Và tổng số mũ bằng 6 nên bậc của nó sẽ bằng 6. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D. Đấy, bài 1.39 đáp án D. Thầy vẫn tròn ở đây rồi. Ok ha. Tiếp tục. Mình đến với bài 140. Gọi T là tổng, H là hiệu của hai đa thức. Ở đây mình có được cái đa thức thứ nhất này và đa thức thứ hai. Như vậy khi đó T bằng bao nhiêu và H bằng bao nhiêu? H tức là H kem. Vậy để xác định được cái T là tổng thì mình thực hiện cái phép cộng này lại, đúng không? Rồi xác định được cái H thì mình lấy gì? Cái H này thì mình sẽ lấy cái này, mình trừ cho cái này. Rồi các em quan sát ha. Chúng ta sẽ đi tính ra trước. T bằng tổng của hai đa thức đó là 3x bình y trừ cho 2 x y bình cộng cho x y và cộng t tức là tổng nên mình thực hiện phép cộng âm 2 x mũ 2 y cộng cho 3 x y mũ 2 và cộng 1 t bằng. Rồi bây giờ chúng ta bỏ dấu ngoặc. Thầy nói lại này, t này là tổng này các em. Tổng tức là mình lấy hai cái đa thức mình cộng lại với nhau. Rồi bây giờ dấu không có dấu trừ đằng trước, khi bỏ ngoặc chúng ta ghi y chang lại. 3x mũ 2y trừ cho 2xy mũ 2 và cộng cho xy. Tiếp tục, không có dấu trừ đằng trước, khi bỏ ngoặc chúng ta ghi y chang. Đó là âm 2x mũ 2y cộng cho 3xy mũ 2 và cộng cho 1 t bằng. Rồi ở đây thì chúng ta thấy này, đồng dạng với nhau này, nhóm lại với nhau, đúng không? Đấy. Như vậy thì ở đây sẽ là 3x mũ 2y trừ cho 2x mũ 2y. Tiếp tục cộng, đồng dạng với nhau ta nhóm lại với nhau, âm 2xy mũ 2 và 3xy mũ 2. Âm 2xy mũ 2 cộng cho 3xy mũ 2 cộng cho xy và cộng 1. Rồi t bằng 3 trừ cho 2 thì sẽ là gì? Là 1 x mũ 2 y trừ 2 với cộng 3 sẽ là gì? Cộng cho 1 x y mũ 2 và cộng cho x y cộng cho 1. Đấy. Và thì đây chính là cái phần t của mình. Thế bây giờ mình xem thử t của mình là cái gì? 1 x mũ 2 y này, x mũ 2 y, x mũ 2 y, đúng không? Chúng ta xem đáp án nào đúng chúng ta chọn. Tiếp tục cộng cho 1 x y mũ 2, chỗ này trừ, như vậy thì ngay chỗ này chúng ta loại rồi này, chỗ này trừ, nhưng mà cái đáp án của chúng ta là gì? Chúng ta tính ra là cộng mà, đúng không? Như vậy ngay chỗ này chúng ta loại bỏ đi, câu a ta bỏ đi. Thầy hướng dẫn các em dùng phương pháp loại trừ đấy. Rồi bên này giống, chúng ta ghi giữ nguyên. Tương tự như vậy chúng ta còn cộng x y, như vậy cộng x y cũng giống hết này, chỗ này chúng ta cộng một kem, nhưng ở chỗ này là trừ 1. Như vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta thấy thì câu A và câu D là câu sai.
mà chỉ còn hai câu này thôi, đúng không? Đấy, và như T là đều đúng hết rồi này. Bây giờ chúng ta chỉ cần tính H ra thôi. H sẽ là gì? Hiệu của hai đa thức này. Rồi mình lấy thực hiện phép trừ. Rồi đa thức H sẽ bằng, tương tự mình lấy cái đa thức này, mình trừ cho đa thức này, tức là 3 x mũ 2y trừ cho 2 xy mũ 2 cộng cho xy trừ cho âm 2 x mũ 2y cộng cho 3 xy mũ 2 và cộng 1 h bằng. Ở đây không có dấu trừ đằng trước, khi bỏ ngoặc thầy ghi y chang lại, đó là 3 x mũ 2y trừ cho 2 xy mũ 2 cộng cho xy. Có dấu trừ đằng trước, khi bỏ ngoặc chúng ta phải đổi dấu ở trong này. Như vậy thì trừ sẽ trở thành cộng 2x mũ 2y, cộng sẽ trở thành trừ 3xy mũ 2, và cộng 1 sẽ trở thành trừ 1. Rồi tới đây mình nhóm lại với nhau thôi. Đây đồng dạng này các em, 3x mũ 2y, chỗ này là 2x mũ 2y. Như vậy thì chỗ này mình nhóm lại 3 x mũ 2y cộng cho 2 x mũ 2y, tiếp tục cộng, đây đồng dạng với nhau, tiếp tục nhóm lại, âm 2 x y mũ 2 và âm 3 x y mũ 2, âm 2 x y mũ 2 và âm 3 x y mũ 2 cộng x y trừ cho 1 h bằng 3 cộng 2 là 5 x mũ 2y, trừ 2 với trừ 3 là trừ 5 xy mũ 2 cộng cho xy trừ 1. Rồi bây giờ mình xem nè, 5x mũ 2y, vậy h của mình sẽ là gì? 5x mũ 2y, hai cái này đều đúng. Tiếp tục đến trừ 5xy mũ 2, chỗ này cũng là trừ 5xy mũ 2, chỗ này của mình là cộng xy. À, lưu ý ha, cộng xy này. Đấy. Rồi chỗ này của mình là cộng xy. Như vậy rõ ràng đáp án của mình chọn sẽ là đáp án này, tức là câu B. Câu C sai nha các em. Câu C sai tại vì chỗ này là trừ xy này, tô đỏ này các em thấy là sai. Đấy, thì do đó là chúng ta sử dụng cái phương án trắc nghiệm. Ok, chúng ta xong bài 140. Như vậy để thực hiện bài 140 thì các em đi tính tổng ra, lấy hai cái này cộng lại với nhau và chúng ta mới chọn được. Và tương tự tín hiệu ra, lấy cái đa thức này trừ cho đa thức này. Ok ha. Tiếp tục mình đến với bài 141. Là tính tích của hai đơn thức. Chúng ta có đơn thức đó là 6x mũ 2 yz và âm 2x y mũ 2 z mũ 2. 6x mũ 2 yz nhân cho âm 2 y mũ 2 z mũ 2. Là tới đây ta lấy hệ số, ta nhân với hệ số, tức là 6 nhân cho âm 2. Ta lấy phần biến, nó là x mũ 2, không có thầy ghi lại. Phần biến tiếp theo, y, ha, nhân cho y mũ 2. Cái nào có thì các em nhân, còn không có thì các em ghi lại. Y nhân y mũ 2. Tiếp tục mình lấy z nhân cho z mũ 2. Thế thì 6 nhân cho âm 2 sẽ là âm 12. X mũ 2 thầy ghi lại, y mũ 1 nhân y mũ 2 sẽ là y mũ 3, z mũ 1 nhân z mũ 2 sẽ là z mũ 3. Như vậy thì bây giờ chúng ta chọn đáp án đó là nào nè, âm 12 x mũ 2, đây câu B đúng không? Đấy, đáp án của mình đây kìa. Còn cái chỗ này là x mũ 3 là sai rồi. Đấy, như vậy thì mình sẽ chọn đáp án 141, đáp án sẽ là đáp án B. Tiếp tục mình đến với bài 142. Khi chia đa thức cho đơn thức, ta được kết quả là gì? Bây giờ chúng ta có thể chia trực tiếp, nhưng mà thôi, ở trong cái phần trắc nghiệm này thầy cũng làm như bài tự luận để cho các bạn nhìn, các bạn dễ hiểu ha. Thầy ghi là đề bài 8x mũ 3 y mũ 2 trừ cho 6x mũ 2 y mũ 3, tất cả chia cho âm 2xy. Rồi mình lấy cái hàng tử thứ nhất đó là 8x mũ 3 y mũ 2 chia cho âm 2 xy,
Tiếp tục lấy hàng tử thứ hai đó là trừ 6x mũ 2 y mũ 3 chia cho âm 2x y. Tới đây lấy hệ số chia hệ số, 8 chia âm 2 sẽ là âm 4, x mũ 3 chia cho x mũ 1 sẽ là x mũ 2, y mũ 2 chia y mũ 1 sẽ là y, trừ 6 chia cho âm 2 thì sẽ là cộng 3. Âm x mũ 2 chia cho x mũ 1 sẽ là x, y mũ 3 chia y mũ 1 sẽ là y mũ 2. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào đáp án này chúng ta chọn thôi. Như vậy rõ ràng cái đáp án của mình sẽ là câu gì các em? Câu A, âm 4 x mũ 2 y cộng cho 3 x y mũ 2. Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì khi các em tính ra thì các em sẽ nhìn ra được kết quả, và khi kết quả thì các em chọn nó sẽ đúng ha. Nhưng còn đừng có trắc nghiệm mà mình đi khoanh lụi nha các em. Rồi như vậy thì chúng ta đã xong các bài tập ở trong phần trắc nghiệm. Thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với phần thứ hai, đó là phần tự luận. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.